Một vài năm về trước, khi Joe Hart ở độ tuổi còn sung sức đứng trong khung gỗ của đội tuyển Anh, đôi tay dài, dáng người thon gọn và sự nhanh nhẹn trong phản xạ ấy đã làm những người hâm mộ đội tuyển Anh phải chết mệt. Anh là một làn gió mới sau những Robert Green, David James hay Paul Robinson. Thời điểm ấy, người ta dường như đã thấy được hình bóng của người có thể bảo vệ mảnh lưới tam sư trong ít nhất hơn 14-15 năm nữa. Thế nhưng, càng nhắc nhiều về Joe Hart, chúng ta chỉ còn nhắc về sự tiếc hận và từ vị thế của một trong những thủ thành số 1 thế giới, Joe Hart bỗng nhiên bị Pep Guardiola bị cho ra rìa. Lý do đơn giản thôi, anh không thể chơi chân được như cái cách mà Pep yêu cầu. Pep cần thủ môn là một mắt xích của đội bóng chứ không phải là chỉ biết làm nhiệm vụ chấn giữ khung thành. Nói thẳng ra thì Joe Hart bắt bóng tốt hơn cả Claudio Bravo, nhưng Pep không quan tâm, ông cần Bravo, không cần Joe Hart, quan điểm rất rõ. Pep có cái lý của mình, ông đã từng gạt tay bỏ Yaya Toure, lúc đó đang được đánh giá rất cao để sử dụng Sergio Busquets và thành công. Ông cũng từng gạt Ibrahimovic để dọn đường cho Lionel Messi, chơi chính giữa hàng công. Ông cũng từng cho Henry dự bị để đẩy những cái tên khác hợp lý với triết lý của ông lên đội 1. Tóm lại, dù quyết định có phũ phàng thì Pep đều thành công trong những câu chuyện đó. Vì thế nên, dù có bảo thủ đến đâu thì người ta cũng không thể cãi được cách dùng người của Pep, bởi lẽ nó đã chứng tỏ được hiệu quả. Trong quá trình cách mạng tiến lên của một chủ thể, ở đây là Manchester City, ắt hẳn phải có một vài cá nhân bị bỏ lại theo thời gian. Yaya Toure là một trường hợp, nhưng đáng tiếc nhất vẫn phải là Joe Hart. Bạn có biết khoảnh khắc này chứ? Bàn thắng đỉnh cao của thế kỷ 21, còn hơn cả những siêu phẩm thông thường. Một cú vung chân thẳng tắp lên không trung, rất cao so với mặt đất, và rồi anh ta tung cú volley từ một góc không tưởng, quay lưng lại với khung thành. Những ai trực tiếp xem pha bóng này vào năm 2012 đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt họ đó là Zlatan. Còn pha lao ra đẩy bóng kia của người gác đền dù là hoàn toàn hợp lý nhưng chẳng khác nào sự tô điểm cho pha làm bàn ngoạn mục ấy. Ibrahimovic trong mắt tất cả được coi là siêu nhân, còn trong mắt của những người chứng kiến siêu phẩm ấy thì chàng thủ môn này là một người làm nền vĩ đại. Chính anh đã cản phá quả bóng để nó bay đúng tầm xử lý siêu phẩm của Ibra. Người gác đền đó chính là Joe Hart. Chúng ta chắc không lạ gì với Joe Hart nhỉ? Giai đoạn đầu khi Man City bắt đầu trỗi dậy nhờ tiền bạc của những ông chủ Trung Đông, Joe Hart chính là người bảo hộ cho khung thành của họ. Và sau rất nhiều năm, vẫn chẳng có thủ môn người Anh nào làm tôi cảm giác là một kẻ bất khả chiến bại như Joe Hart làm được. Không phải pha nào anh cũng cản phá thành công, nhưng nếu lên đồng trong một ngày bất kỳ nào đó, chỉ siêu phẩm mới có thể đánh bại anh. Chính vì vậy mà những cầu thủ đối phương cũng không ngần ngại tạo nên nhiều siêu phẩm hơn để có thể vượt qua kẻ giữ cửa cũng siêu phẩm không kém này. Một trong số đó chính là siêu phẩm làm bàn của Ibra. Bàn thắng đó giúp đội tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 4-2. Ibra cũng thắng giải FIFA Podcast dành cho bàn thắng đẹp nhất năm. Và còn rất nhiều pha bóng nữa mà tiêu biểu có thể nhắc tới pha ngả bàn đèn huyền thoại của Wayne Rooney vào lưới Manchester City trong trận derby cùng thành phố, hay pha Panenka chứ danh của Pirlo vào lưới đội tuyển Anh khi tình thế đang căng như dây đàn. Một cú trích mũi dày khiến cho trái bóng như lá mùa thu, còn Joe Hart thì vô vọng vì đã đổ người sang trái trước đó. Có lúc người ta còn đùa bảo rằng chỉ có siêu phẩm mới hạ gục được thủ thành này. Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, cái danh xưng làm nên cho siêu phẩm quả là một thứ gì đó hấp dẫn. Đã là dân truyền thì những pha sút xa hay những cú ngả bàn đèn là điều mà họ thường làm trong các buổi tập, nhưng lại tỏ ra cực kỳ chần chừ trong việc ra quyết định trong các trận đấu. Bởi lẽ, xác suất tạo nên những cú siêu phẩm như vậy là không cao. Hơn nữa, tỷ lệ ăn bàn cũng không thực sự ấn tượng. Song nhìn thấy Joe Hart trong khung thành, nhiều cầu thủ sẽ chọn việc thử vận may, bởi chẳng phải cứ vung chân sút tung lưới Joe Hart thì bàn thắng của mình sẽ trở thành siêu phẩm chứ chả chơi. Và vì thế họ bắt đầu bạo dạn hơn trong việc cố gắng tạo ra siêu phẩm. Joe Hart đã khổ, nay lại càng thêm khổ. Người ta trách than số phận cho Joe Hart, sau một phần nguyên nhân lớn khiến cho Joe Hart không thể trở lại như xưa, có lẽ đến từ chính anh. Hồi anh 31 tuổi, anh bắt cho West Ham nhưng không thể duy trì được phong độ. Người ta không còn nhìn thấy được một Joe Hart xuất sắc trong khung gỗ ở quãng đầu của sự nghiệp nữa. Thay vào đó là một người vật vờ với tỷ lệ cứu thua thấp khủng khiếp. Anh không còn được điền tên vào danh sách dự World Cup 2018. Ở thời điểm đó, người ta hiểu rằng Joe Hart đã khoác áo trận cuối cùng cho tam sư. Nhìn sang Lucas Fabianski đi, anh cũng đã bị loại khỏi Arsenal nhưng không vì thế mà nản chí. Thủ thành người Ba Lan vẫn bắt chính tại West Ham cho đến tận năm 37 tuổi trước khi Areola đến và lấy chỗ của anh. Joe Hart sau đó sang Celtic, một môi trường bóng đá Scotland, thì có vẻ như Joe Hart đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình, không còn là sự soi mói như trước. Cựu thủ thành của Man City thoải mái thể hiện bản thân. Dù thế thì có vẻ như ở độ tuổi trên 30, Joe Hart đã xuống phong độ rất nhanh. Sau những năm đầu hạnh phúc, anh dần xuống phong độ một cách nghiêm trọng. Nhất là trong năm này, có ít nhất 3 sai lầm mà Hart đã mắc phải trong mùa giải hiện tại. Và bởi vì thế nên Celtic đã tính phương án chiêu mộ thủ thành Kaohim Kelleher của Liverpool dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào giai đoạn cuối mùa.
Đó cũng là dấu chấm hết dành cho Joe Hart. Anh cũng đã hiểu câu chuyện đó từ thị trường chuyển nhượng mùa đông rồi. Dường như Hart cũng đã hiểu điều gì sắp xảy ra đến với mình và anh đưa ra quyết định sớm. Kể từ thời điểm Joe Hart còn là một cậu trai 20 tuổi, là thủ môn tiềm năng số 1 của nước Anh, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 16 năm. Ở tuổi 36, Joe Hart đã quyết định giải nghệ vào cuối mùa, một quyết định còn khá sớm so với một thủ môn. Nhưng chính anh cũng đã có một lần sự nghiệp được coi là đồ sộ, với gần 700 lần ra sân ở cấp độ câu lạc bộ, 75 lần khoác áo đội tuyển Anh. Joe Hart đã trải qua không ít vinh quang trong áo của Man City. Điều thành công nhất là hai danh hiệu Premier League ở mùa giải 2011-2012, 2013-2014, đồng thời giành FA Cup và hai chức vô địch cúp Liên đoàn Anh. Những năm qua khi chuyển tới Celtic, anh cũng đã giành được hai chức vô địch, một cúp Scotland, hai cúp Liên đoàn Scotland. Ngoài ra, Joe Hart cũng đang là thủ thành nắm giữ số lượng găng tay vàng nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 4 lần, trong đó có một chuỗi 3 năm liên tiếp. Huấn luyện viên Brendan Rodgers của Celtic chia sẻ về việc này. Joe có một sự nghiệp phi thường và tôi biết là một thiếu sót lớn khi cậu ấy nghỉ thi đấu vào mùa hè. Đối với tất cả những gì làm ở làng túc cầu, Joe xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và chúc mừng to lớn. Tất nhiên cậu ấy là một tài sản tuyệt vời cho Celtic và các trận đấu ở cấp độ cao hơn từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng lý do của Joe khi đưa ra thông báo giải nghệ. Tôi cũng biết Joe sẽ tiếp tục làm việc trong suốt mùa giải này với cường độ, sự cam kết và động lực như cậu ấy đã thường thể hiện. Joe Hart cũng như David De Gea là thủ môn dựa rất nhiều vào phản xạ để phán đoán và cản phá. Anh không thể cạnh tranh với các thủ môn hiện đại và không thể làm hài lòng được Pep Guardiola khi phong độ thiếu ổn định nên đã buộc phải rời Manchester City. Nhưng xét về cảm xúc và tất cả những danh hiệu, chúng ta phải công nhận rằng anh là một huyền thoại. Chẳng có gì sai cả. Bạn có thể gọi anh ấy là thánh làm nền cho siêu phẩm, nhưng đó cũng là một lời khen. Có rất nhiều thủ môn đã đối mặt với nhiều siêu phẩm trong sự nghiệp của mình, nhưng chỉ Joe Hart là đáng nhớ vượt bậc. Vì anh từng có thời điểm như thể bất khả chiến bại và khiến cho những cầu thủ khác có hứng thú đánh bại mình. Tất nhiên cũng bởi xuống quá nhanh mà sự nghiệp của anh không thể tốt hơn khi rời Man City. Nhưng không sao, bởi anh có một cách riêng để tồn tại trong tâm trí người mộ làng túc cầu một cách mãi mãi. Đối với những người không thích Joe Hart, anh chính là thánh làm nền siêu phẩm. Nhưng đối với những người yêu mến anh, có lẽ màn trình diễn trước Barcelona năm nào sẽ không thể xóa nhòa trong tâm trí của người mộ Manchester City.